Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2020 của tôi Thưa quý vị, nước Mỹ trong hai đêm qua Đêm thứ hai ngày 26 và đêm thứ ba ngày 27 Đã có nhiều cuộc biểu tình Họ nói là ôn hòa nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy có ôn hòa hay không. Xong rồi họ cướp bóc, họ hôi của các cửa tiệm, họ đập phá, phải nói là kinh hoàng. Nguyên do là cái chết của một người da màu vào ngày thứ hai, khoảng 4 giờ chiều. Anh da màu đó tên là anh Walter Wallace Jr., 27 tuổi, có những dấu hiệu mắc bệnh tâm thần thưa quý vị. Câu chuyện như sau đó là Ngày thứ hai 26 tháng 10 Có một người họ gọi số 911 Tức là gọi số khẩn cấp Vì có những sự bạo động trong gia đình Số điện thoại nó gọi là ở tại Philadelphia Cái khu vực nó gọi là phía tây của Philadelphia Nó gọi là West Philly thưa quý vị Nằm trên đường Locust hai cảnh sát viên đã được điều động tới để giải tỏa việc than phiền việc than phiền là có bạo động trong gia đình trước khi đó đó mà trước khi cảnh sát tới đó thì thấy có một anh người da màu khoảng 27 tuổi cầm một con dao đi chung quanh khu vực đó và có một người phụ nữ đi theo sau người phụ nữ đó là mẹ ruột của anh ta kêu anh ta hãy bình tĩnh để nói chuyện nhưng ta anh ta cứ đi người ta giống như là có dấu hiệu tâm thần và rồi khi hai cảnh sát tới thì hai cảnh sát thấy anh ta còn cầm dao đang đi như vậy thì anh ta mới đi xuyên qua giữa các cái chiếc xe đó tiến tới cảnh sát cảnh sát kêu anh ta bỏ vũ khí xuống dùng cái danh từ là vũ khí giờ giờ không còn là dao nữa dao có thể là giết người cho nên bỏ vũ khí xuống drop your weapon nhưng anh ta không có bỏ, anh ta vẫn tiến qua tới. Tiến tới cách cảnh sát khoảng chừng 2 mét. Thì hai cảnh sát viên đã nổ súng bắn anh ta và anh ta chết tại chỗ. Trước mặt mẹ anh ta và các người hàng xóm. Và có những người hàng xóm đã quay được thức phim mà lúc mà anh ta bị bắn như thế nào. Nên đã gây một cái sự chấn động cả nước Mỹ đối với trong cộng đồng người da màu. Họ cho rằng là hai cảnh sát viên đó không có được huấn luyện đầy đủ khi đối phó với tình huống của một người có dấu hiệu tâm thần. Lập tức, cảnh sát của Philadelphia, sở cảnh sát, treo cho hai cảnh sát nghỉ việc để điều tra. Và tối hôm thứ hai, thưa quý vị, tối hôm thứ hai thôi là đã có những cái cuộc biểu tình hôi của và tối hôm thứ hai rồi cho đến tối thứ ba ông thống đốc của tiểu bang là ông thống đốc Wolf đã phải điều động vệ binh quốc gia để giữ an toàn cho các cửa tiệm nhưng cũng không giữ nổi các cuộc biểu tình đó thưa quý vị đã tràn sang ngày thứ ba thứ ba gia tăng đông hơn nhiều hôi của rất là đông và vệ binh quốc gia và cảnh sát ra để mà giữ cũng không nổi. Họ nói rằng là biểu tình trong ôn hòa, nhưng các thước phim có thấy sự ôn hòa đó hay không? Thưa quý vị, quý vị thấy rằng là các cái thước phim đó cho thấy rằng là nước Mỹ không phải là như một thiên đường người ta nghĩ. Mà trong thời gian này rất là bạo loạn. Hết cảnh này sang cảnh khác, từ cái vụ anh George Floyd rồi hết chuyện này sang chuyện khác. Cứ nhân cơ hội này thì những người dân chủ và những người ấy họ nói rằng là Black lives matter. Cuộc sống của người da màu quan trọng. Nhưng rồi thì họ cũng không hiểu hết cái tình huống của cảnh sát. Và rồi đó là nhân cơ hội này họ có nói rằng là họ đòi hỏi cái quyền của họ. Đòi hỏi quyền của họ thì họ xuống đường. Xuống đường xong thì cái cảnh này tôi xin gửi quý vị xem một vài đoạn. Tôi xin cảnh báo trước là cái cảnh mà gọi là trên Facebook á mà bắn hạ anh Walter Walter Wallace Jr đó 27 tuổi đó. Cái cảnh đó người Mỹ nó phải nói rằng là cái cảnh bạo loạn nên là tôi xin cảnh báo trước có là cái hình thức là nghe như vậy quý vị, tôi chỉ ngắn gọn liền, không để lâu là vì uh, trên YouTube họ không có chấp nhận cái cảnh để lâu đó. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tôi cũng quay lại những cái cuộc biểu tình trên uh, các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ như CBS, CNN là gì đó tôi chỉ lấy một buổi thứ một đoạn thôi ngắn để quý vị hiểu hoàn cảnh của nước Mỹ đang diễn ra như thế nào. Và bây giờ đó là tối hôm nay, tối thứ tư đó là thống đốc của tiểu bang là ông Wolf và ông đã điều động về bên quốc gia để giữ để giữ an ninh và tài sản cho các thương gia. Nhưng tối hôm nay xảy ra như thế nào tôi chưa biết. Tôi chỉ biết rằng là đã có sự chuẩn bị đó. Nước Mỹ sống không có an toàn. Thật sự văn minh mà không có an toàn chút nào hết. Xin quý vị hãy xem một vài clip đó. Đây là hình ảnh anh Walter Wallace Jr. Người da màu, 27 tuổi, đang cầm con dao đi ngang qua các chiếc xe tiến tới hai viên cảnh sát đã kêu gọi anh ấy hãy bỏ xuống nhưng anh ấy vẫn tiến tới chỉ còn cách khoảng chừng hai thước thì cảnh sát đã nổ súng rất nhiều phát vào anh trước mặt mẹ anh và những người hàng xóm và anh đã chết tại chỗ và đây là cảnh tượng có người quay được trên facebook đó là anh ấy tiến ra và cảnh sát đã nổ nhiều phát thưa quý vị hình ảnh này có thể có nhiều người không hài lòng vì có sự bạo động tôi xin cảnh báo đây là hình ảnh cuộc biểu tình tối hôm 27 tháng 10 năm 2020 ở tại Philadelphia trên đường 52 và đường Chestnut Street. Nhiều biểu tình tràn xuống đường đốt phá xe cảnh sát vì đã hai viên cảnh sát bắn chết một người da màu là anh wallace vì anh ấy có dấu hiệu tâm thần tiến tới để mà gì đó với cảnh sát nên cảnh sát đã bắn chết anh và đây họ nói là cuộc biểu tình ôn hòa nhưng quý vị thấy rằng là những người nhân cơ hội này đã vào đập phá các cửa tiệm và lấy đồ hôi của tràn lan khắp cả philadelphia và những thành phố lân cận đây có phải là cuộc biểu tình ôn hòa mà người dân Mỹ mong đợi hay không? và đây là một trong những cảnh mà đảng dân chủ gọi là cuộc biểu tình ôn hòa giữa người dân và cảnh sát ở tại Philadelphia. hàng mấy trăm cảnh sát viên phải tràn xuống dưới đường để cản ngăn những người biểu tình mở hoặc đóng hoặc là ôn hòa nhưng lại tràn vào để hôi của các đỡ cửa tiệm thưa quý vị. Và đây là hình ảnh tối ngày 27 tháng 10 năm 2020 trên đường 52 và Chestnut Street. Thì quý vị thấy là họ biểu tình rồi họ đốt xe rồi bắt đầu họ đi vô họ hôi của như tôi đã trình bày là nước Mỹ không an toàn trong những ngày qua. Philadelphia cảnh hôi của này quả thật là kinh tởm. Và đây là cảnh những người biểu tình đã đập cửa kiến chui vào tiệm Food Locker để hôi của mang ra đi thưa quý vị. Rõ ràng họ đã đập bầu tiệm Food Locker hôi của ngay lập tức. Đây là một góc cảnh của cuộc biểu tình mở ngoặt và đóng ngoặt là ôn hòa và thống đốc của tiểu bang Pennsylvania đã phải điều động về bên quốc gia ra để ngăn chặn những việc hôi của ở trên các đoạn đường thương mại này. Quý vị xem thấy đây là hình ảnh mà họ nói là biểu tình ôn hòa và hôi của trong đêm thứ ba ngày 27 tháng 10. Quý vị thấy nhiều quốc gia nói đến nước Mỹ là một quốc gia dân trí cao, văn minh. Nhưng mà đó, nhân cơ hội chỉ có một chuyện gì của xã hội thôi. Quý vị thấy rất rõ. Họ thèm khác những vấn những, những vật chất. Lập tức là nhân cơ hội hôi của. Vào trong các cửa tiệm thấy cái gì là bê đi hết, bê sạch. Quý vị còn xem thấy những cái thước phim là các cửa tiệm họ sợ họ phải họ phải kéo xuống họ lóc hết. Tại vì sao? Vì chỉ hở một kẻ kiến thôi là cũng có người đập cái cửa kiến nó chui vào lấy đồ. Lấy đồ xong là những người mà biểu tình nói là ôn hòa, vất bừa bãi những cái gì họ không cần, vất bừa bãi lên trên các đoạn đường. Trông giống như là một nơi có chiến tranh, không khác gì hết. Mà đó là cảnh tượng mà nhiều người tưởng rằng là hòa bình của nước Mỹ. Nước Mỹ hòa bình đó, trong thời gian hòa bình đó, không ai làm ăn nổi các thương gia chịu không thấu các ngân hàng ở những cái vùng đó chịu không thấu đây là cơ hội cho những người mà hôi của họ đập các cái ATM và xin họ đập nát hết bao nhiêu tiền trong đó họ lấy quý vị mà xem tới đó là thấy rằng là các cái ngân hàng ở nơi đó họ phải lật đật kêu người đóng các cái tấm ván kín lại cửa kiến không còn một cái gì nữa hết làm như đây là một trận một cái nơi chiến địa không khác gì một cái nơi chiến địa kinh thiệt là kinh kinh thiệt là kinh đó là giấc mơ của nước mỹ hở một chút xíu nhóm dân chủ và black lives matter kêu đó là họ biểu tình trong ôn hòa nhưng mà không có giống như ở tại portland oregon mấy chục ngày đó họ nói họ biểu tình trong ôn hòa các thương gia ở đó là Thang trời như bọn và đã khai phá sản hầu hết mấy block đường đó là khai phá sản không làm ăn gì được hết bây giờ đến cảnh ở uh, miền đông hoa kỳ là philadelphia philadelphia là nơi cái nôi mà các nhà lập pháp hoa kỳ đã viết ra tuyên ngôn độc lập nôi đã đã nảy sinh ra nước mỹ sau cuộc chiến giành độc lập chống lại nước Anh. Bây giờ cái nôi này mấy hôm nay như vậy là kinh thiệt, nát như tương. Thống đốc Wolf của tiểu bang Pennsylvania Thang trời như bọng. Đây là tiểu bang năm nay có thể là nghiêng ngã thắng thế cho đảng Dân Chủ của ông Joe Biden nhưng với cái cuộc biểu tình mở ngoặt đóng hoặc là ôn hòa này không biết người dân ở đó nghĩ sao không biết người dân nghĩ đó làm sao quả thật là một sự nhức nhối vô cùng cho nước mỹ đó là tình cảnh mà nếu mà những ai mà ngóng trong nơi nước mỹ nghĩ rằng nước mỹ là thiên đường của sự an bình và hạnh phúc thì quý vị hãy ngó đây là thực tế của nước mỹ trong mùa bầu cử năm 2020. Từ đầu năm nay, dịch Covid-19, xong rồi đụng cái nạn của anh George Floyd và các nạn khác như là của chị Breonna Taylor ở tại Kentucky, rồi bây giờ đến vụ của anh Walter Wallace Jr. ở tại Philadelphia. Không biết khi nào mà xảy ra cho cái vùng của mình. Rất là sợ thưa quý vị quý vị mà tới những cái chỗ mà có những người da màu đó họ biểu tình tôi nói thiệt với quý vị tôi cũng thấy ớn lắm. tướng tá của những người da màu đó họ đi họ hung hăng lắm bây giờ đó là thời đại của nước mỹ là thời đại mang súng tự do nữa không biết chuyện gì xảy ra họ bây giờ họ còn lập ra cái nhóm đó gọi là những người da màu trang bị súng ống và đừng có là đi ff đây tức là éo á xin lỗi cái chữ về chữ éo á đông éo đừng có éo với nhóm liên minh đừng có éo với nhóm liên minh người mỹ gốc phi đừng có éo với nhóm liên minh người mỹ gốc phi đang được lớn mạnh với những cái đội quân giống như là chiến binh họ có vũ khí đàng hoàng lũ đạn súng súng trường họ xin phép họ điều và họ diễu hành không những ở tại louisiana mà còn ở tại georgia tại tennessee và một số nơi rất là kinh khủng với những cái biến chuyển như cái vụ của anh Walter wallace ấy, thì họ, diễu, họ, họ biểu dương lực lượng của họ đó họ cầm súng ống đi thì quý vị cái chớ mà cái đi vô trong cái chỗ đó Lán chán mất mạng hồi nào không hay bây giờ đó là một cái cảnh khác của nước mỹ rồi thưa quý vị một hiện tượng rất lạ lùng cái nhóm là đừng có éo với nhóm liên minh người mỹ gốc phi tôi nghĩ rằng họ có cái quyền của họ nhưng mà phải nói rằng là nước mỹ nó gần giống như là thời kỳ bộ lạc của các phi châu bộ lạc ở phi châu đó chiến tranh với nhau họ nói rằng là họ không làm gì nhưng mà thấy cảnh mà họ đi mấy trăm người mang súng ống rồi hô khẩu hiệu đi có lù đạn rồi gì tướng tá của họ thấy kinh lắm thưa quý vị sợ lắm không an bình không an lành chút nào cảnh sát mà các cảnh sát của mỹ mà thấy cái nhóm này đi là cũng phải xẹp liền lập tức Phải dẹp ra vì cảnh sát nó giỏi lắm vài trăm người thì họ cũng vài trăm người và súng ống dữ dằn thì họ cũng súng ống dữ dằn mà cảnh sát á, người da trắng á, thì thưa quý vị là quý vị thấy chưa chắc đụng tới được cái nhóm người này cho nên tôi thấy rằng kinh thiệt. Vậy thì đó là biến chuyển của nước Mỹ. Biến chuyển của nước Mỹ trong năm 2020. Một tình thế rất là lạ lùng, chỉ có một cái chuyện gì sơ sảy một chút xíu thôi. Thí dụ như cái vụ của anh Walter Wallace Jr. 27 tuổi đó, anh có cái dấu hiệu tâm thần. Thật ra cảnh sát cũng cần được huấn luyện để đối phó với những cái tình huống như vậy. Chứ hở một chút xíu mà như cảnh sát của Mỹ là có quyền bắn, quý vị nghe thấy không? Không phải là một viên. Họ bắn hết luôn cái băng, băng bập bập đó. Cảnh sát Mỹ khi họ thấy rằng là cái gì đó họ nguy, nguy hiểm cho chính họ, thì họ được quyền bắn như vậy. Nhưng mà đó là anh Walter Bây giờ đó là nhiều người chứng minh rằng là anh Walter Wallace Jr. Đó lại là người có bị bệnh tâm thần Chuyện này không đơn giản Cảnh sát có quyền làm cái chuyện đó hay không thì quý vị xem theo trong hình ảnh đó Anh Walter Wallace là anh đi tới không bỏ dao xuống Nên là nếu mà nói rằng là điều tra cho kỹ lại đó thì thị trưởng của Pennsylvania, à, thị trưởng của Philadelphia ông nói rằng là có nhiều điều cần phải cân nhắc, thì chắc chắn sẽ có những cái sự cân nhắc trong những ngày tháng tới. Nhưng mà trước khi có cái phán quyết cuối cùng thì chưa gì là Philadelphia đã phải đối phó với những cái cảnh biểu tình mở ngoặt đóng hoặc là ôn hòa nhưng mà các thương gia là chết lên chết xuống, tan nát, Đúng không? Ôn hòa, đốt cháy xe, đốt cháy cái này cái này. Đó. Cảnh sát ra thì họ dí, họ tấn công cảnh sát. Cảnh sát đánh lại. Ôn hòa đó. Biểu tuần ôn hòa đó. Đối với tôi đó không phải là ôn hòa. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Di Hùng ngày 28 tháng 10 năm 2020 để biết sự thật những gì đang diễn ra tại nước Mỹ. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.